Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Quách Tuấn Du khóc khi hay tin Vân Quang Long qua đời. Nam ca sĩ Quách Tuấn Du sốc khi hay tin người bạn thân Vân Quang Long vừa mất. Theo báo từ truyền thông, vào chiều ngày 29 tháng 12, hôn tin ca sĩ Vân Quang Long, sinh năm 1979, bất ngờ qua đời ở tuổi 41, gây sốt làng giải trí Việt Nam. Nguồn tin cho hay, ngôi sao quá cố mất do đột quỵ tại Mỹ. Trên mạng xã hội Facebook, ca sĩ Quách Tuấn Du phát sóng livestream ngắn và bật khóc trước tin dữ. Được biết, cả hai đều là những người bạn đồng hành thân thiết của nhau từ khi ra mắt cho đến nay. Trong đoạn video, Quách Tuấn Du ôm mặt, mím môi, nước mắt rơi lã chã. Anh bày tỏ, có thiệt không vậy trời, mọi người ơi, Vân Quang Long chết rồi, không thể nào. Sau đó, nam ca sĩ không ngừng khóc và không thể tin sự thật, người bạn của mình đã nhắm mắt xuôi tay. Mặt khác, Vân Quang Long ra mắt ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam từ năm 2000, anh trở nên nổi tiếng và tạo dựng nhiều thành công với các tác phẩm âm nhạc như Bản Tin Lời Thề, Nợ Duyên và vô số sản phẩm hết để đời. Nhạc sĩ Trần Phú Thiên bị điện giật qua đời ở tuổi 29. Gia đình đồng nghiệp không khỏi xót xa khi nhạc sĩ Trần Phú Thiên ra đi ở tuổi đời còn khá trẻ. Ca sĩ Tố My vừa buồn bã chia sẻ thông tin nhạc sĩ Trần Phú Thiên, tác giả của ca khúc Ai Mì Quảng Không, đột ngột qua đời ở tuổi 29. Đêm nay 28 tháng 12, nằm lục lại mấy clip bài hát Ai Mì Quảng Không của bạn mà đau lòng quá Phú Thiên ơi. Đi đâu mọi người cũng yêu cầu My hát bài này bạn ạ. May mắn khi được làm việc và hát bài của bạn về quê hương mình, đất Quảng sẽ ôm bạn vào lòng, một người con ngoan hiền, tài năng và nặng lòng với quê hương. Ra đi than thản bạn nhé, hãy vui với những âm thanh nơi đẹp đẽ và an lạc hơn, thương quý bạn. Theo chia sẻ của một số bạn bè, Trần Phú Thiên phụ gia đình dọn vườn, hồ cá và không may bị điện giật. Dù được tận tình đi cứu chữa, nhưng anh đã không qua khỏi và mất vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 12. Hiện tại gia đình đã lên kế hoạch tổ chức lễ viếng cho cố nhạc sĩ vào ngày 29 tháng 12, sáng 31 tháng 12. Lễ truy điệu và an táng sẽ được cử hành ở Nghĩa Trang, thôn Đông Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trần Phú Thiên, sinh năm 1991 và từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản lý văn hóa của Đại học Văn hóa. Sau khi ra trường, anh làm việc tại một trung tâm văn hóa huyện Điện Bàn, Quảng Nam và hợp tác sáng tác cho một số ca sĩ. Vân Quang Long qua đời. Ca sĩ Vân Quang Long, cựu thành viên nhóm 1080, đột ngột qua đời ở tuổi 41 vì đột quỵ sáng sớm 29 tháng 12. Chị Ái Vân, vợ cũ của ca sĩ, báo tin cho bạn bè trong nước. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho biết, tôi sốc khi hay tin, hồi tháng trước anh ấy còn gọi điện nói chuẩn bị sắp xếp về Việt Nam đi hát, vì dịch cuộc sống anh ấy rất khó khăn. Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979 ở Đồng Tháp, anh nổi tiếng cùng nhóm 1080, thành lập năm 2000 dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Đỗ Quang. Nhóm gồm 5 thành viên: Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long, Điền Thái Toàn, Ưng Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo. Các thành viên 1080 thu hút nhiều fan nữ nhờ ngoại hình điển trai, vũ đạo tốt, phong cách trình diễn đa dạng. Năm 2002, 1080 bất ngờ tan rã khiến nhiều fan tiếc nuối, album cuối cùng có tên Nụ Hôn Đầu Tiên. Sau khi tách nhóm, Vân Quang Long hát solo thành công với các bản hit Bởi Tin Lời Thề, Thư Cuối. Anh từng kết hợp với Cẩm Ly, Thành Song Ca, được yêu thích qua các ca khúc Nợ Duyên, Anh Cố Quên Em, Giọt Nước Mắt Muộn Màng, Ngày Mai Mưa Thôi Rơi. Ngoài nhạc trẻ, Vân Quang Long còn thử sức với nhạc trữ tình, dân ca. Xúc động lời nhắn gửi cuối cùng chị Tài dành cho Hoài Linh. Tôi muốn gửi những tâm sự này lên YouTube để Hoài Linh sau này nghe được. Hoài Linh nghe được thì sẽ hiểu lòng tôi, chị Tài nói. Vừa qua, nghệ sĩ chị Tài đã qua đời đột ngột vì một cơn đột quỵ khiến ai cũng bàng hoàng. Trước khi mất, anh vẫn đang ghi hình cho tách show riêng của mình mang tên Chị Tài Lên Mây, còn nhiều tập chưa lên sóng. Cách đây ít giờ, trên kênh YouTube của chương trình đã đăng tải một đoạn clip ghi lại một cảnh chưa phát sóng, trong đó chị Tài gửi lời chúc cuối cùng dành cho Hoài Linh khiến khán giả vô cùng xúc động. Anh nói, tôi muốn gửi những tâm sự này lên YouTube để Hoài Linh sau này nghe được. Hoài Linh nghe được thì sẽ hiểu lòng tôi. Bình thường tôi rất ít nói chuyện, cũng ít hỏi thăm điện thoại với Hoài Linh lắm. Đơn giản vì tôi nghĩ một người tốt như Hoài Linh thì lúc nào cũng khỏe, may mắn rồi. Nói rồi, chị Tài bắt đầu chúc Hoài Linh một cách đầy dí dỏm. Cách đây vài bữa,
anh cũng nhắn tin cho em đó Linh. Anh nhắn hỏi anh em mình bắt đầu làm việc từ năm nào. Anh không gọi điện vì biết là em ít khi nào bắt máy lắm, nên mới nhắn qua Viber. Anh mừng quá khi thấy em nhắn tin lại là năm 1997-1998. Anh mừng vì không ngờ em có thời gian nhắn tin trả lời anh. Thế thế nên anh nhắn tiếp em khỏe không? Tính hâm nóng lại tình cảm của anh em mà tới giờ không thấy trả lời. Anh chúc em trong mùa dịch này vẫn hoạt động đều, nhưng không cần làm nhiều, tuổi của em và anh bây giờ cũng lớn rồi. Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời em trước giờ là có cơ ngơi nhà thờ tổ để em thờ tổ nghiệp và những vị thánh bên hội tâm linh của em thì giờ em đã được rồi. Anh chúc em lúc nào cũng khỏe và không bao giờ mệt mỏi trên con đường nghệ thuật của mình. Chúc Hoài Linh xong, chị Tài giải thích với khán giả về chuyện Hoài Linh không nhắn tin lại cho mình. Anh nói, đó là lý do vì sao tôi và Hoài Linh không bao giờ dính nhau. Bản thân mình phải hiểu người em mình có tình cảm dành cho mình như thế nào, chứ đừng nghe lời ra tiếng vào rồi nghi ngờ em mình. Đôi khi tôi cũng nghe lời người khác nói xấu Hoài Linh, họ bảo ông Linh nói thế này, nói thế kia. Ngay lập tức tôi phải gọi lại ngay cho Hoài Linh để tìm hiểu xem chuyện đó đúng hay không. Tôi không có kiểu nghe lời người khác nói xấu bạn mình, xong cũng túm lại nói xấu theo kiểu tôi có ông bạn gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, làm như vậy là sai, không nên làm thế. Mỗi khi nghe ai nói bất cứ điều gì về bạn mình cũng phải tìm hiểu, tìm tới tận bạn mình để mặt đối mặt, có như vậy sống mới vui được. Nếu trong lòng cứ canh cánh là bạn mình sống thế này, sống thế kia mà không chịu tìm hiểu, thì chẳng khác nào tự mình bỏ thuốc độc cho mình chết. Quan trọng nhất là để một tình bạn lâu bền là phải tin tưởng nhau, nhưng cũng phải đối mặt, chứ không thể giữ mọi chuyện trong lòng. Bạn thân kể hài hước, kể lý do vợ chồng chia tay không sinh con. Mới đây một người bạn thân đã lý giải nguyên nhân vợ chồng chia tay không có con một cách vô cùng hài hước. Cách đây ít giờ, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, một trong nhóm 5 người bạn của chia tay Brother, đã chia sẻ câu chuyện cũ về vợ chồng nghệ sĩ chia tay và Phương Loan từ mấy chục năm về trước. Theo đó, tập tết của Trịnh Nam Sơn đã đăng lại lời kể của nhạc sĩ Chi Thái có nội dung như sau. Từ năm 1984 đến năm 1987, ban nhạc của anh Chí Tài, chị Phương Loan, anh Chí Thiện, anh Trịnh Nam Sơn, anh Quang Mỹ và tôi Chí Thái. Khi đi các show thì những chủ show thường mượn hai phòng cho ban nhạc. Một phòng thì cho anh Chí Tài và chị Phương Loan vợ chồng và một phòng thì cho 4 người trong ban nhạc còn lại, anh Chí Thiện, anh Trịnh Nam Sơn và Quang Mỹ thì hay hút thuốc nhiều nên nhiều đêm tôi không chịu nổi, phải qua phòng của anh Chí Tài và chị Phương Loan để xin ngủ tạm. Cứ mỗi lần tôi gõ cửa là anh Chí Tài nói lớn với chị Phương Loan là thuốc ngừa thai là đến rồi em ơi. Và anh thường cảm ơn tôi đã trực tiếp giúp anh và chị không có con được. Theo như chia sẻ thì lúc Chí Thái Brother vẫn hoạt động, khoảng thời gian đó vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài và Phương Loan vẫn còn trẻ, mới 26 và 29. Mỗi khi đi diễn thì nghệ sĩ Chí Tài và Phương Loan được xếp chung một phòng. Tuy nhiên nhiều đêm nghệ sĩ Chí Thái đã đến và xin ngủ cùng. Mỗi lần như vậy, nghệ sĩ Chí Tài lại trêu đùa với bà xã rằng thuốc ngừa thai lại đến ngủ cùng. Câu chuyện ôn lại kỷ niệm cũ của nghệ sĩ Trịnh Nam Sơn và Chí Thái khiến người đọc không nhận được cười. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn xen lẫn sự xót xa vì cố danh hài ra đi quá đột ngột. Hơn nữa vợ chồng Chí Tài không có con nên câu chuyện liên quan này càng khiến khán giả thương cảm.